Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là phần điểm tin nhanh lúc 10 giờ của Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp tục cơ chế đối thoại cởi mở và thẳng thắn, Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ đạt được sự thống nhất cao hơn trong nhiều vấn đề, trong đó có nhân quyền, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam gia nhập TPP. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo với ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động. Tại vòng đàm phán thứ 19 của đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vừa diễn ra tại Hà Nội, phía Mỹ ghi nhận chính phủ Việt Nam đang tích cực thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế và tiến tới gia nhập TPP, đồng thời đưa các quy định pháp lý của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhân quyền là vấn đề được rất nhiều thành viên Quốc hội Mỹ quan tâm. Mặc dù cả Việt Nam và Mỹ đều nhất trí về nguyên tắc là phải tôn trọng nhân quyền, trong đó có quyền của người lao động và quyền tự do báo chí, nhưng quan điểm về các quyền đó còn khác nhau. Tiếp tục cơ chế đối thoại cởi mở và thẳng thắn sẽ là cơ hội để hai bên tìm được sự thống nhất cao hơn. Ông Tom Malinowski tin tưởng trong năm 2015, năm kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ này, hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền giữa hai nước cũng sẽ tiến triển tích cực. Sáng ngày 12 tháng 5 tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường phối hợp với tập đoàn Gamma của Hungary đã tổ chức hội thảo hệ thống quan trắc tự động liên tục môi trường không khí và nước. Tại đây, các chuyên gia của Hungary đã giới thiệu về công nghệ hiện đại của nước này với những tính năng quan trắc và phân tích môi trường. Các thiết bị hiện đại đạt tiêu chuẩn của châu Âu với tính năng nhỏ gọn có thể thuận lợi cho hoạt động quan trắc môi trường không khí và nước tại các đô thị và các khu công nghiệp của Việt Nam. Các thông số về bụi, nồng độ các chất ô nhiễm tại các khu dân cư, độ bức xạ và nồng độ các khí và nước thải công nghiệp sẽ được theo dõi liên tục để cảnh báo sớm về mức độ ô nhiễm. Hiện nay, ô nhiễm không khí và nguồn nước đang là vấn đề môi trường mà Việt Nam phải đối mặt trong quá trình phát triển công nghiệp hóa và đô thị hóa. Việt Nam đã xây dựng được hệ thống các trạm quan trắc tự động không khí và nước, nhưng số lượng còn ít. Đây cũng là hạn chế trong công tác quản lý môi trường tại Việt Nam. Vòng chung kết cuộc thi Robocon 2015 đã khai mạc tối qua tại thành phố Cần Thơ. Đây là lần đầu tiên sân chơi trí tuệ dành cho các bạn sinh viên đam mê công nghệ này được tổ chức tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vào vòng chung kết năm nay có 32 đội đến từ các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước. Chủ đề của cuộc thi năm nay là robot đánh cầu lông. Theo đó, các robot sẽ phải tham gia vào các trận thi đấu cầu lông với cầu và vợt theo tiêu chuẩn. Ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào thi đấu vòng bảng, vòng 1-16 và 1-8 để tìm ra nhà vô địch. Đây cũng sẽ là đội đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Robocon châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Jakarta, Indonesia vào tháng 8 tới đây. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Đất nước Nepal một lần nữa phải hứng chịu những hậu quả nặng nề do động đất gây ra sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ngày hôm qua. Tính đến sáng ngày hôm nay 13 tháng 5, đã có ít nhất 68 người thiệt mạng và 1.200 người khác bị thương. Công tác cứu hộ hiện đang được triển khai tại những nơi bị ảnh hưởng. Đã có ít nhất 10 cơn dư chấn mạnh xảy ra sau trận động đất, khiến nhiều người không dám quay trở lại nhà của mình. Lở đất cũng đã xảy ra tại làng Dulche ở phía bắc Nepal, trong khi tại thủ đô Kathmandu đã có 2 tòa nhà bị đổ sập. Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích bên trong các đống đổ nát. Hãng tin AP trích dẫn lời từ đại diện của Bộ Y tế Nepal cho biết, các nhân viên cứu hộ đã giải cứu được 12 người sống sót trong các đống đổ nát tại thủ đô Kathmandu và quận Dholkha. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết một máy bay trực thăng của Hải quân Mỹ tham gia cứu hộ tại Nepal đã bị mất tích. Ngoại trưởng các nước thuộc khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO dự kiến sẽ nhóm họp tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này và vấn đề đối phó với lực lượng nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sẽ là một trong những chủ đề chính của chương trình nghị sự. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Antalya, Ngoại trưởng nước chủ nhà Mevlut Cavusoglu cho biết cuộc họp sắp tới sẽ là cơ hội tốt để các ngoại trưởng NATO chia sẻ quan điểm cho việc đối phó với chủ nghĩa khủng bố, nhất là với mối đe dọa của IS. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng sẽ thảo luận về tình hình tại Ukraine cũng như sự hiện diện của NATO tại Afghanistan trong thời gian tới. Dự kiến tại cuộc họp đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU, chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini sẽ trình các ngoại trưởng NATO dự thảo của EU về việc đối phó với nạn buôn người vượt Địa Trung Hải sang châu Âu. Cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Tehran giữa Iran và nhóm P5+1 bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga và Đức đã được nối lại tại thủ đô Viên của Áo vào ngày hôm qua.
Cuộc gặp tại Viên lần này được xem là cơ hội để các bên tham gia đàm phán có thể lấp những khoảng trống trong thỏa thuận khung đã đạt được vào hôm 2 tháng 4 vừa qua, qua đó làm giảm nỗi lo của phương Tây rằng Tehran có thể đẩy mạnh việc phát triển bom hạt nhân. Hiện rào cản lớn nhất trong đàm phán là việc Iran muốn phương Tây ngay lập tức gỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đối với Tehran, trong khi phía Mỹ muốn từng bước gỡ bỏ lệnh trừng phạt này. Đại diện đoàn đàm phán Iran Abbas Araghchi cho biết ông hy vọng tại vòng đàm phán lần này các bên có thể đạt được một kết quả khả quan để mở ra hy vọng cho thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 6 tới đây. Phần điểm tin nhanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.